hơi sợ lừa đảo trên mạng quá, giờ đẹp trai quá mà cao ráo đẹp trai mà nói đi nước ngoài này cái hay sợ lừa đảo. Nói không, bây giờ anh video call cho em 5 giây cũng được. Em nhìn thấy mặt đúng người thì nói chuyện tiếp, còn không thôi. Thầm mà đến 4 tháng 7 thì em nói chung là em thương quá, em chịu không nổi nữa rồi. Nên thôi em bỏ hết em về. Vậy đó hả? Nếu như mà ngày hôm nay anh mà về em chỉ cần ra sân bay thôi. Em mà ra sân bay á là anh á, anh mà gặp được em là coi như là đời anh sẽ dính em luôn. Em có đuổi cái nào anh cũng không bao giờ là anh đi. Anh mà gặp được em anh sẽ ở nhà vô anh ôm em, anh hung em. Rốt cuộc ra em không làm được gì tới mà bạn bay vô bạn ôm lại. Bảo hiểm thanh xuân anh chị. Bảo hiểm thanh xuân. Có nghĩa là mỗi tháng anh gửi cho em 5 triệu. Anh nói là anh sẽ gửi tới ngày anh về. Nếu mà anh không về coi như em lấy được số này. Anh về thì lấy tiền này là đám cưới. Cái này tiền anh đi làm. Cho em xin phép được gửi lời chúc sức khỏe và là trân trọng đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Triệu Gia Bảo. Em hiện tại là 29 tuổi. Công việc của em hiện tại là kinh doanh sản xuất nước hoa và mỹ phẩm thiên nhiên. Wow, giỏi quá. 29 tuổi mà đã là chủ của một doanh nghiệp về mỹ phẩm rồi. Thế còn vợ Bảo, giới thiệu đi nè. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Em tên là Võ Ngọc Ánh nè. Em hiện tại là kinh doanh về mảng giáo dục à. Vợ một mảng, chồng một mảng luôn. Dạ. Một bên là mỹ phẩm, bên là về giáo dục. Wow. Em ở đây nói rõ hơn về công việc của em được không? Dạ, trước thì em làm giáo viên tiếng Anh, nhưng mà hiện tại là em được thăng cấp lên thì em là quản lý. Vậy là cưng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 28 tuổi ạ. Hai vợ chồng đều giỏi, hai cái mảng kinh doanh khác nhau. Có con chưa? Dạ chưa ạ. Trời ơi, vậy là mấy đứa nhỏ con sau này nó sướng lắm á. Thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà trong hàng triệu triệu người chúng ta không gặp mà lại bắt gặp nhau trong một cái tình cờ nào đó, tình huống mà nào thích nhau, ấn tượng nhau. Lúc mà có một cái thời gian là em mới đi ở bên Hàn Quốc em về á, thì em cũng ở nhà em buồn, em cũng có bạn bè thì có mấy đứa nhỏ nhà em thì có hướng dẫn em lên trên mạng á, là online để tìm bạn nói chuyện chơi cho vui. Đó thì lúc đó thì em cũng vô tình là gặp vợ em. Thì lúc đó là vợ em thì cũng đang, lúc đó là gọi là đang tìm người để tham gia một cái chương trình quay sản xuất chương trình gì đó. Dạ, tại tìm phải là đẹp trai rồi cao ráo cho nên là ở trên đó mới có gương mặt lạ lạ đó. Cho nên là em lên đó em tìm. À, là tìm trúng anh này. Dạ, nhưng mà anh không có tham gia, nghe nói chuyện có mấy phút mà anh đi ngủ luôn. Tại lúc đó em cũng buồn ngủ, với lại em cũng nói là nói chuyện, em cũng nói là quay chương trình, em cũng hứng thú. Cái hai là tại vì em đang trong quá trình em còn dài 1-2 tuần nữa là em đi Nhật, em đi Nhật rồi. Em cũng nên em không có nói chuyện nhiều. Hai đứa nói chuyện là có nhìn thấy mặt nhau không? Dạ, chưa có thấy mặt. Đúng không? Chỉ là coi hình thôi. Dạ. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cái hình của cô gái này thì em có thấy cổ xinh không? Dạ có. Em thấy nhìn thì em nghĩ là cô bé này cũng dễ thương, nhỏ nhắn xinh xinh. Thế còn vợ thì sao? Thấy hình ảnh thấy sao? Kiểu em add Facebook, em add Zalo, em nói chuyện có mấy phút mà em vô cái tường á, em thấy trời sao ông này xăm chỗ rồi. Cái này không có coi, em không có để ý tới. Rồi đến khi nào mới bắt đầu nói chuyện bằng video call? Tết là Tết vô năm giờ này, năm nay nè anh. Cái ở nhà cũng buồn quá, xong cái em chúc Tết mà bấm cái chế độ chúc Tết nguyên danh sách. Mấy trăm người thì anh này anh trả lời lại. Anh lại chúc em năm mới này thế kia, cái này thì người ta chúc mình, cái mình lại chúc lại tiếp. Khi nào anh về Việt Nam thì mình cũng nhớ là anh này đi nước ngoài, khi nào mình về Việt Nam thì mình hẹn cà phê nha. Em nói vu vơ vậy thôi. Thì cái là anh này nói chuyện tới thôi em làm gì làm đi, mà em mình đang rảnh mà. Thôi em cũng rảnh lắm, em rảnh lắm, không sao đâu, cứ nói chuyện tiếp đi. Thì nói chuyện cái xong một cái em thấy cũng dễ thương rồi. Cái em nói bây giờ hơi sợ lừa đảo trên mạng quá, giờ đẹp trai quá mà cao ráo đẹp trai mà nói đi nước ngoài này cái hay sợ lừa đảo. Nói thôi bây giờ anh video call cho em 5 giây cũng được. Em nhìn thấy mặt đúng người thì nói chuyện tiếp, còn không thôi. Đó. Sao? Thì cái nó hồi để mấy phút chuẩn bị, bắt đầu mình chạy ra mình make up đồ này kia. Anh này mới có mặc đồ áo gì vô, xong bắt đầu em mở lên thì em đúng trời, đúng hàng, đúng hình, quá đẹp trai. Chết với tôi. Chết với tôi. Chết với tôi. Xong rồi cũng nói chuyện, cái em chắc không biết nói chuyện được bao lâu, nhưng mà thôi có nói chuyện thấy dễ thương mà. Nói chuyện ngày ngày qua ngày. Ủa rồi cứ yêu xa vậy, cứ làm nói chuyện xa xôi vậy đó, có đứa bên Nhật rồi đứa Việt Nam. Dạ. Dạ. Trong bao lâu? Dạ cũng trong khoảng từ Tết cho đến khoảng tháng 7 thì trời ơi 7 tháng á. Dạ tầm đến 4 tháng 7 thì em nói chung là em thương quá, em chịu không nổi nữa rồi nên thôi em bỏ hết em về. Vậy đó hả? Ủa Bảo, dạ Bảo nhớ cái khoảnh khắc mà bật cái video call nó nhìn thấy mặt cô ấy rồi sao? Cảm giác của em là nó hơi rung nên em cũng thấy được gì hết á. Dạ, xong thì tại vì lúc đó xong là cúp máy xong em mới nói thôi cái em nói em chưa kịp coi vậy để em gọi lại. Thế là em gọi lại em dòm lại thêm một lần nữa. Dạ. Vợ em cũng có nói nếu mà bây giờ yêu thì cũng được thôi, quen cũng được thôi, nhưng mà đến đâu hay đến đó. Em thì em mới nghĩ là nếu mà bây giờ mà làm xong á, mình về xong mình quay lại thì cũng không được, nên thôi em thà em bỏ hết em về, em giữ luôn cho chắc ăn. Tại vì bả nhả cái câu mà đến đâu hay đến đó. Dạ. Đó, câu đó ghê lắm á, gài dữ lắm đó nghe. Đó có nghĩa là các bạn tỏ tình với nhau là bằng trên online luôn. Dạ. Từ ở bỏ Nhật hết đó, đi ở về gặp nhau ở sân bay Japanese về tới sớm nhất. Có ra đón không?
Dạ có, sự là lúc đó là em rất là run. Trước khi mà em ở bên Nhật, em đang sân bay ở bên Nhật á, thì em có nói là bây giờ là nếu như mà ngày hôm nay anh mà về, em chỉ cần ra sân bay thôi, em mà ra sân bay á là anh mà gặp được em là coi như là đời anh sẽ dính em luôn. Em có đuổi cái nào anh cũng không bao giờ là anh đi, anh không tắt gì hết. Còn nếu như mà em trường hợp em mà không ra thì thôi coi như anh xui, anh chỉnh chịu, anh không có than phản, cũng không trách, cũng không chửi, không nói gì hết. Đó, bước xuống sân bay thực sự em cũng run. Ở bên em uống tới năm chai cà phê đen á, em run em đến nỗi tới vậy. Và khi mà em bước ra em nói là anh mà gặp được em, anh sẽ ở nhà vô anh ôm em, anh hung em. Rốt cuộc ra em không làm được gì tới mà bạn bay vô bạn ôm bạn hung em lại. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 8. Mét 8 còn vợ? Dạ em 1m50 à. Chà, lúc đó ra ôm sao ta? Thành ra bạn này phóng lên là bạn này bồng như con nít vậy thôi. Thì đó chị. Đó. Bồng lên cái xe mà đẩy bồng lên như nít vậy. Tại vì thật ra khi mà ảnh ở bên đó đó, ảnh nó cầu hôn em rồi. Có nghĩa là yêu sao mà chưa gặp lần nào. Thật ra giờ nói chắc phụ huynh họ chửi. Ảnh quen một thời gian thì ảnh thích em quá, thương em quá, ảnh thương em quá. Cái ảnh nói là thôi bây giờ em lấy anh, nếu anh về Việt Nam á thì anh sẽ cưới em. Cái em mới chết rồi, sao mà tin được. Tại vì online mà chắc nói chơi cho vui thôi chứ đâu có. Thế là ảnh này có những cái động thái, ảnh mới gửi cho em một cái phần gọi là bảo hiểm thanh xuân anh chị. Bảo hiểm thanh xuân có nghĩa là mỗi tháng anh gửi cho em 5 triệu. Ảnh nói là anh sẽ gửi tới ngày anh về, nếu mà anh không về coi như em lấy được số này, anh về thì lấy tiền này làm đám cưới. Đó là tiền anh đi làm mà đâu gửi được có mấy tháng là đi về mất tiêu rồi. Mới có 35 triệu à? Sao đủ tiền chắc được mấy bàn thôi. Mới được có mấy bàn thật em cũng chưa tin lắm, thật anh gửi ra nhiều khi cũng có lừa đảo nhiều lắm, họ nhử mình mà. Em cũng chưa tin lắm. Thì ảnh lại có những cái động thái, ảnh là gửi cho em một cái phần quà ở nhà. Thì trước đã về một tháng, ảnh báo là cái ngày về rồi, nhưng mà em cũng sẽ cũng nghi, tại thật mình chưa gặp mà chị với lại trên mạng nữa. Thì ảnh gửi cho em một phần quà mà ship tới như là ship ráp tới vậy đó. Thì khi mở ra thì đó là một chiếc nhẫn cầu hôn với chiếc kim cương. Ảnh hát tên Bảo yêu ảnh rồi làm một cái clip gửi cho em cầu hôn, mới nói bây giờ nếu mà anh về á, anh bước xuống sân bay là đăng ký kết hôn liền, em chịu thì bước ra sân bay thì đăng ký kết hôn luôn ngay cái chiều đó luôn, còn nếu không á thì thôi coi như em đi về luôn đi, không anh không cần đó. Có cái clip cầu hôn này, với lại ảnh có viết một cái tờ đơn mà em có đem lên chương trình, đơn xin lấy em làm vợ, chụp hình từ bên vợ anh gửi cho em, xong rồi ký tên rồi để cho anh mượn coi, hứa hẹn anh là anh mượn lý sơ quá coi dễ luôn quá chị. Cưng quá. Kính gửi vợ tương lai Võ Ngọc Ánh, người đã yêu thương anh và chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống với anh. Anh tên Triệu Gia Bảo, nickname trai trung tình, người ta nói anh vậy ha. Hôm nay ngày lành tháng tốt, anh viết đơn này trước tiên là ngỏ lời cưới em, hy vọng em chấp nhận lạp 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 la mọi thứ. Cái hứa quan trọng anh. Anh hứa khi làm chồng em rồi, anh sẽ thực hiện các điều sau đây, tổng cộng là 11 điều, nhưng tôi xin trích đoạn vài điều thôi. Anh hứa anh sẽ rửa chén lau nhà. 2. Anh sẽ giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ. Điều 7. Anh sẽ không than vãn. Điều 8. Anh sẽ không làm gì có lỗi với em. Điều 9. Em đi đâu, anh cũng sẽ đưa đón em về. Điều 10. Anh sẽ yêu em nhất quả đất này. Điều 11. Anh sẽ chung thủy cả đời. Đây là 11 điều làm chồng anh hứa sẽ thực hiện và làm đúng. Nếu anh làm sai, anh sẽ chịu hình phạt mà em đưa ra. Mong em đồng ý ký tên Triệu Gia Bảo. Một lá đơn nó rất là dễ thương chị. Nó rất dễ thương, lãng mạn. Mặc dù đọc vô nó hài lắm, nhưng mà nó lặng lắm. Nhưng mà cưới về bữa giờ thấy sao? Có làm đúng những cái điều mà đã hứa không? Tới thời điểm hiện tại thì chồng em vẫn đang làm rất là đúng những điều mà chồng đã hứa. Nãy anh không chưa có đọc. Tất cả tiền bạc, tài sản là em đứng tên, tiền của anh là cho em hết luôn. Nói là bây giờ là chồng em đã giao hết. Như vậy cổ. Là em là chủ tịch hội đồng quản trị của tiền luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Trời cưng quá. Thương lắm luôn á chị. Em à, Bảo là một người chồng quá hoàn hảo. Không có tật xấu gì đâu ha. Không có tật xấu gì đúng không? Có không? Dạ có chứ. Em đi đâu cũng phải đi theo đó. Đi làm thì bạn cũng chở đi làm, bạn đợi rồi bạn đón về. Nhưng mà cái tiêu cực hơn là ví dụ như mẹ em nhờ bạn chở ra Phan Thiết để đi một hai ngày gì đó, tức là ở một đêm thì ngày mai chở mẹ em về. Nhưng không, bạn quanh đầu về liền luôn. Nói mẹ em á, chừng nào mẹ về đi ra con ra đón, chứ con không bỏ vợ con nhà mình được. Cái mẹ em nói trời, tôi sợ chồng mày quá, riết thấy không đi không có xa được một tiếng đồng hồ. Anh Viện ơi, một tiếng đồng hồ là trong lòng là lo sốt ruột, sốt gan lên. Em lo gì? Em cũng không biết nữa, nhưng mà nói chung là em chỉ thấy là lúc giống như là ở bên kia em cũng nói nữa. Cũng có thời điểm là vợ em đang quen bên, em đang còn bên Nhật á, thì vợ em đi làm, em thấy đi đâu á làm cũng đủ tuổi con mình à. Chạy xe thì cũng đi cũng nắng nôi cực, rồi làm cái gì nó cũng nói chung là nhỏ nhắn em rất là lo. Thì em nói thôi, thì anh mà về thôi thì em sẽ cho mọi người ghen tị em. Thì em chỉ về em nghĩ là thì giờ cái chuyện mà em đưa mẹ em ra ngoài đó xong rồi thì em cũng đâu có làm gì ở ngoài đó đâu. Thì thôi em vòng vô đây thì em về em phụ vợ em dọn dẹp lo cho gia đình này nọ kia. Rồi thí dụ vợ em có cần đi đâu thì em cũng đưa đi này nọ. Còn tật gì đâu còn cái là hơi
hay ghen. Rồi mấy cái tin nhắn trên Facebook mà hai em không biết người ta nói gì, nhiều khi người ta công chuyện lặng lẽ xóa của em luôn. Em bị ủa sao cái anh ở đâu rồi cái đó. Ừ anh xóa rồi, ủa sao lỡ người ta công chuyện thôi kệ xóa trước. Chứ ai đâu hai em chứ gì cũng kiểu vậy. Khi ta bàn công chuyện rồi sao? Chưa anh, tại vì hả vợ em chưa có kể hai em em cho anh làm quen được không? Không. Hay là anh muốn làm hả người yêu em hay gì đó, sao không kể khúc đó? Nhưng mà khúc đó đâu biết đâu anh, đọc cuốn tim rồi. Em hai em thấy xóa thôi tìm. Ông xóa đúng rồi à. Là vậy thôi đó, giờ có mong chồng thay đổi điều gì không? Chồng em rất là dễ thương rồi, không cũng không có cần phải thay đổi gì. Quá hoàn hảo rồi ha. Muốn thêm cái điều gì nữa không? Thấy đẹp trai mà còn thấy thương em mà không biết sao tương lai, thật ra không biết tương lai thế nào. Giỏi nhưng mà bây nữa, giờ đúng thì không? Mong là như bây giờ. Anh cũng thấy rất là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ em á. Có một anh chồng quá good nha. Rồi giờ tới em đó Bảo. Thật ra là vợ em có một cái là giống như là về cái trang phục ăn mặc á anh chị. Thì em thấy là có những lúc là mặc, nhiều khi mặc cái váy á, hơi ngắn á. Nhưng mà thay vì mình con gái mình có thể mình ngồi mình khép khép lại một tí. Nhưng mà cái tướng thì ngồi giống như đàn ông thì nhiều khi em nói trời ngồi kìa, lộ hàng hết trơn rồi kìa. Vợ em thì hay ngồi ở trên thì nhìn xuống có thấy gì đâu. Còn em thì đứng đối diện em mới thấy. Hôm bữa thì vô tình em đi hôm qua em mua trà sữa, thấy em đi về em thấy em lén chụp hình lại. Cái em nói đó lộ rồi nè, làm gì có, em đưa hình ố là la lộ nguyên. Cấp ý xong rồi nhà thì mẹ vợ em cũng có nói. Rồi cha mà dạy giáo lý cho tụi em, cha cũng nói luôn. Cái thứ hai nữa là đi đâu á cứ hả cứ lẳng lặng là bắt đầu là hả cứ canh me là cứ cho em hả ở nhà một mình, không cho em chở đi. Thích đi riêng. Đúng, có ý đồ. Đúng, có ý đồ. Nhiều khi đi ra cà phê, thật sự đây không phải là em ghen. Đó giờ hai anh chị đi ha, đi chạy xe máy thì ha, nhỏ nhắn đi ha, rồi ha, đi rồi lỡ mà chạy có cái chuyện gì sao. Rồi còn đi ha, ô tô thì không biết chạy. Đó, rồi ha, đi nắng mưa rồi ai đội nón cho em, ai đưa đón em. Mệt mỏi ai đưa ai hay làm kia. Chứ em đâu ghen đâu đúng không chị? Không ghen. Đó, và anh hy vọng là các em cứ mang những cái tình yêu của ngày hôm nay đó, để mà ứng dụng cho những ngày sau. Em tên là Nguyễn Thanh Tâm, năm nay 26 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Giọng nói rất là lưu loát, rất là nhanh nhẹn. Cho một giọng tay. Ê còn em. Dạ, em tên là Tạ Văn Minh, năm nay 23 tuổi, hiện là sinh viên trường Hữu Tết. Em vẫn là sinh viên hả? Dạ. Minh Tâm. Dạ. Gặp nhau lúc nào? Vào năm 2010, lúc đó là sinh nhật của em. Thì em rủ mấy đứa trong xóm là đi đầm sen chơi. Thì lúc này thằng em trong em thấy là nhớ xóm gì mà có 4-5 người đi không có vui. Thế là nói là để rủ thêm bạn đi. Thì trong đám bạn có anh này. Lúc đầu em không có để ý gì tới anh này hết. Nhưng mà sau khi mà vui chơi rồi á thì về thì có một sự cố. Em là mất chìa khóa xe, không ai giúp em. Thì anh này ra lăng giúp em đẩy cái xe đi sửa làm chìa khóa. Thế đó là ấn tượng xíu. Tại sao em lại làm điều đó trong khi mấy người kia họ? Tại lúc đó em cũng chưa có bạn gái nhiều, nên thấy bị vậy nên em sẵn sàng ra lăng luôn để lấy cái lòng người ta. Lấy lòng. Thế là em để ý người ta rồi. Dạ, không có để ý, nhưng mà nhiều bạn gái mình cũng chưa có người yêu mà. Thì mình muốn cái sự ra lăng để mình nhiều tiến tới. Đúng rồi. Nói chung là gặp cô nào cũng ra lăng hết. Biết đâu chừng có người đó lăng mình là sao. Em có biết là anh này nhỏ tuổi em không? Dạ không. Đến khi nào thì em mới biết được cái tuổi thật của anh này nhỏ mình 3 tuổi? Thì sau 2 tuần á, quyết định quen nhau á, thì anh mới nói thật là anh nhỏ hơn em. Em có một cái sự ngượng ngùng gì với cái sự chênh lệch tuổi tác như vậy không? Có chứ, lúc đó lúc mà mới quen em đâu có muốn cho ai biết đâu, giữ bí mật. Cũng vì chính điều đó mà hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau. Tại vì nhỏ bạn em á, nó kêu là hai đứa bay quen nhau mà giấu phải không? Sao lại phải giấu? Thì em nói là thì từ từ đi nói. Cái nó có chừng bị lừa đảo. Thế là em nói vậy này, dẫn về nhà đi. Sao em quen anh mà em không biết gì về anh hết? Đó, thì em mới cãi nhau với anh đó. Khi yêu nhau thì đâu có lý do gì phải là giấu. Sinh viên mà phải mình quen sớm quá, em nhỏ tuổi nữa. Nên phải giấu chứ không người ta nói kiến nghị, nói qua nói lại nó không có được hay. Sinh viên gương mẫu hả? Không, em gương mẫu mà. Có mình em quen, em hiểu là biết là mấy đâu, năm mấy, năm mấy? Học sinh dạ, lớp 12. Lúc đó em mới tốt nghiệp phổ thông. Là lúc 18. Em... 18. Đủ tuổi vị thành niên rồi đúng không? Ồ vậy mà mắc cỡ hả? Đúng rồi, trời ơi em ở đại học em yêu còn mắc cỡ gì. Thì đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau và đi đến hôn nhân? Dạ, đến hôn nhân luôn là phải 3 năm nữa. 3 năm? Dạ. Khi quyết định cưới nhau thì bên gia đình em có phản ứng nhau? Lúc dẫn về á thì ba mẹ em hỏi con này có hiền không, thì em nói hiền. Hỏi con này bao nhiêu tuổi, em nói lớn em 3 tuổi là 26. Kêu là sao mày quen lớn tuổi vậy, nói giờ con cũng không biết quen ai hết á, giờ đến thì con có duyên thì con quen, với lại tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Ba mẹ cũng đồng ý luôn. Còn gia đình em? Em sống có mình với bà ngoại thôi, thì mới lần dẫn tới là bà ngoại đã chấm ảnh liền rồi. Kêu thằng này được rồi nha, có tương lai. Thế thì về em có phát hiện chồng em có gì thay đổi? Ảnh vẫn còn tính con nít, vẫn đi chơi, hay chọc bạn mà nhiều câu chất quốc, dễ bị quê. Sao mà chất quốc? Tại em muốn cho không khí trong bàn nó vui. Mọi người vô thì ví dụ như em thấy người đó mập em kêu là heo. À, thấy người đó mập kêu là heo. À. Ồ, vui thiệt chứ. Thấy
thì câu đó thì mọi người không dám nói thẳng em, thì gì nói vợ, vợ gì là em rất là cởi mở chân thật, nhưng mà vợ thì nói là bị vô duyên. À, hồi nãy em nói là hai đứa quen nhau là 3 năm là đi đến hôn nhân. Nhưng mà em có biết lúc đó em cũng biết là chồng em lúc đó là sinh viên, tại sao không để là sau khi ra trường rồi mới cưới mà cưới sớm vậy? Cái này là do hoàn cảnh. Em ở với ngoại thì ngoại cũng là 83 tuổi rồi. Lúc mới quen là khoảng 1 năm là ngoại đã không có cưới rồi. Sau đó thì khoảng 3 năm thì ngoại mất. Thì lúc này bên nhà ảnh mới thấy là em còn có một mình. Mà con gái thì ở nhà một mình thì cũng nhiều chuyện xảy ra, với lại em cũng sợ. Nên là ảnh mới về thưa lại với ba mẹ xin cưới. Có nghĩa là cưới trong lúc mà mình vẫn còn đi học. Dạ. Em đi làm. Dạ. Ủa vậy là cuối cùng thành ra bây giờ là vợ là nuôi chồng hả? Không, em thì ba má em vẫn nuôi. Tức là ba má vẫn nuôi con của mình, còn vợ là chỉ có phụ tiền của hai vợ chồng thôi. Rồi có cái tiền còn lại thì để làm cái gì? Để đi chơi, để bạn bè mua sắm. Ủa giờ hai đứa đã có em bé chưa? Dạ chưa. Sao không biết tiết kiệm, mốt lỡ có em bé liền rồi sao? Thì tính vợ xài sang hồi lúc mà mới quen, một tuần là đi chơi hết khoảng 7 ngày hoặc 6 ngày. Trời ơi, đi chơi gì? Ví dụ như đi làm về rủ bạn đi chơi, đi ăn uống, đi hát hò. Có rủ chồng không? Có rủ chồng mà chồng hồi đó lớp không đi. Phải học mà sao đi? Học rồi sao đậu đúng không? Rồi có bị rớt năm nào không? Không, nợ môn rồi. Nợ môn thôi. Nợ môn bà nội. Ta nói đi chơi không nợ tiền mà nợ môn. Em có thấy đó là tật xấu vậy không? Có, giờ vẫn vậy luôn. Ông giờ bớt thôi. Còn gì nữa không? Đi toilet không bao giờ tắt đèn. Không biết tiết kiệm. Không có tinh thần tiết kiệm. Đúng rồi. Nãy giờ chị thấy em kể là chị không thấy cái nào xấu hết. Bình thường. Ngoài trừ cái chuyện là đi chơi với bạn bè nhiều quá thì tiêu tiền nhiều quá nó cũng uổng đúng không? Đi làm được mấy năm rồi? 3-4 năm rồi. Có để dành được tiền chưa? Có sổ tiết kiệm không? Có. Có, vậy là ngon rồi. Có mà cũng vợ em, không phải của em. Tôi vợ là của chung rồi. Bây giờ bà đi làm thì coi như cái tiền đó là công sức của bà. Nhưng mà bà biết tiết kiệm cho tương lai vậy là quá ngon. Cẩn thận nghe chưa, nãy ông nói của vợ mà của em đâu. Mai mốt ông có tiền rồi ông làm sổ tiết kiệm riêng rồi. Ở nhưng mà nghe nè, vợ em lớn tuổi hơn em. Vậy chứ vợ em có nghe lời không? Vợ em sai vậy là không làm. Chồng tự làm đi. Cái ba má thấy vậy cái ba má tự lấy luôn. Thì ra vợ. Rồi sao nữa? Đó em cũng bực, chở vợ đi vòng vòng ngoài đường để la để chửi. Sao em không phụ ba má về là phải làm dâu chứ? Toàn là sai chồng không mà. Cái trả lời sao? Chạy đó rồi, em hồi xưa là em là công chúa mà. Giờ anh phải làm. Lúc đó em đang chạy xe đến đèn đỏ, dùng giấy lên màn tướng vợ em mập nữa, ai cũng nhìn. Lúc đó em không biết làm sao nữa. Nhưng mà em phải có cái lý do gì thì em mới như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Chị nghĩ rằng chắc chắn là tại vì công chúa sao được ở với bà ngoại lớn tuổi dễ gì công chúa không, đúng không? Phải lo cho bà ngoại chứ. Hồi có công chúa thiệt, tại vì bà ngoại không cho làm bếp, không cho làm gì hết. Mà lúc mình muốn học hay gì ngoại cũng cho, mà cứ lo học đi. Rồi bây giờ là khi mà em sai chồng như vậy á, là cái lý do của em là sao? Là vì em là công chúa hay là còn lý do nào? Thứ nhất á là do tại vì chồng em đi học về rảnh hơn em, còn em đi làm về đôi lúc là em hơi bị stress căng thẳng. Thì em mệt nên là sao em làm nữa thì em không làm. Nhưng mà đôi lúc nói hỏi cũng em cũng làm chứ không phải không làm. Nhưng mà có phải là vì một phần là vì ganh không? Dạ có. Em nói coi chị đoán có đúng không? Tại thấy sướng quá. Sướng sao? Đôi lúc ở nhà được mẹ chăm sóc quá trời luôn, mà về tuổi lớn rồi. Đó, tức là vợ em thấy thứ nhất là vợ em giờ sống của mình ên nè, gửi gắm vô em, rồi em thì lại được ba mẹ cưng quá trời luôn. Theo lẽ nhìn ta sẽ san sẻ cái tình cảm đó cho vợ, đúng không? Dạ đúng. Thì đã lại không san sẻ cho nên nhiều khi á bực quá mà không làm chứ gì chứ. Thì giờ em đang thực tập mà em rảnh ở nhà thì em phụ ba má ban ngày rồi. Thì bữa tối giờ em phải có nhiệm vụ, em phải kêu vợ phải giặt đồ, phải rửa chén, phải quét nhà ở nhà. Mà làm được có mấy cái, để cho chồng làm hết. Để chồng làm hết. Cái mặt rất là giận. Bây giờ chị hỏi nè, ví dụ như trong trường hợp á vợ em đi làm về mệt, rồi em thấy vợ em lùi cụi làm thì em xót không? Có bao giờ đâu, bây giờ làm lụi cụi mà mệt đâu. Về giờ nằm đó xong rồi đợi đi tắm ăn cơm. Vậy đó hả? Không bị ba mẹ em la? Không. Vậy bây giờ em muốn vợ em thay đổi cái gì vậy? Phải làm dâu được. Không được làm công chúa nữa, đúng không? Dạ đúng. Vậy giờ anh hỏi mẹ, điều em mong muốn ở chồng em là gì? Lo học hành để có tương lai, sau này có con lo cho con. Với lại bớt trẻ con đi. Có mong muốn là được ở riêng không? Ba mẹ chồng thì bây giờ cũng hơi lớn tuổi. Ở riêng thì không chăm sóc được. Chồng em thì cũng thương ba mẹ nữa. Em không có tư tưởng ở riêng đúng không? Dạ. Mà nếu bây giờ đã không có tư tưởng ở riêng mà đã xác nhận được cái điều rằng ba mẹ chồng lớn tuổi rồi, mình cần phải cận kề để chăm sóc, thì em nghĩ là em sẽ thay đổi cái cách sống của mình không? Theo như cái điều mà chồng em mong muốn không? Là biết làm dâu không? Cái đó thì chắc phải học. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ học ở đâu? Học ở mẹ chồng.
Chị nghĩ như vậy nè, chắc chắn qua thời gian thì chồng em sẽ phải chín chắn thôi. Dạ. Sở dĩ chồng em bị chậm chín chắn hơn những người thanh niên khác, bởi vì cho tới thời điểm này tụi em vẫn sống chung với ba má chồng, mà ba má chồng rất là yêu thương chăm sóc chồng em, cho nên cái việc mà để trưởng thành, để chín chắn nó chậm hơn những người khác thôi. Dạ. Nhưng mà qua tiếp xúc với em thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông chín chắn. Bởi vì cái điều mong muốn của em luôn luôn là vợ biết làm dâu. Dạ, đúng rồi. Vợ biết làm dâu để làm gì? Để ba má mình vui. Đúng rồi. Ba má mình vui thì ba má mình sẽ thương vợ mình giống như thương mình vậy đó. Đúng không? Và chị nghĩ rằng nếu như em làm được cái điều đó thì em không sợ mất chồng đâu. Không cần phải quản lý tin nhắn hay cái gì. Mình bắt cái hồn chứ mình đừng bắt cái xác. Đúng không em? Dạ. Được. Rồi. Cố gắng nha. Dạ. À, con tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm và sinh năm 1989. Dạ, con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Rồi, mời con. Dạ, con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. 29. Dạ. Chắc công việc là cũng ở nhà phụ ông xã luôn. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng, hai vợ chồng làm việc. Dạ. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào. Lần đầu tiên là con với ảnh gặp nhau là lúc mà đó là con hình như là trước khi cưới là khoảng là... cô xin lỗi cái bây giờ đố ông mụ làm sao đoán được một cái câu cái chuyện tình của hai bạn này tương đối là lãng mạn đi. Em thử cho chị một cái tiểu phẩm nhỏ coi nè. Trời ơi, ông này ông bán áo đi mưa, hồi này học y dược rồi sinh viên rồi sao quen được ta. Trời ơi, biết rồi, cô này đi học, cô này đi học trong một ngày mưa gió bão bùng mà quên cái áo mưa ở nhà đó, vô tình đang đi mà đi ngang một cái xưởng bán áo mưa. Thế là nhau vô như mua cái áo mưa, vô tình gặp ông này. Ông này thấy cô này dễ thương quá, không lấy tiền, tặng cái áo mưa luôn, từ đó quen nhau. Nó không có lãng mạn. Đúng em rồi. Ơi, trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có một ngôi trường, một người, ngôi trường nữ sinh đó. Rồi trường Trưng Vương. Thì đó, một người đó. Kế xã thú. Trời tự nhiên mưa, mưa thì có một cô nữ sinh mà hôm đó không có áo mưa gì cả. Thế là cô ấy chạy trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, áo dài của cổ ướt rừng rượt như vậy, thì cổ đi ngang cái chỗ bán áo mưa. Ông này không bán áo mưa ở đâu đó. Bạn này trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trời ơi, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cái là tự nhiên xuống áo mưa nào trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thấy cô gái đó, nhưng mà tại vì cái áo dài nó ướt á, nó mỏng á. Rồi cái bạn này tự nhiên nói không được không được, trời ơi một người con gái như vậy không được. Thế là bắt đầu chạy ra đưa áo mưa, nhưng đưa kiểu này nè. Đó. Đó. Này áo mưa hả? Thế là bạn mặc vô bạn ấm áp nè, rồi tự nhiên bạn đáng yêu nè, xong nó ôi anh ơi áo mưa của anh sao mà nó ấm vậy, nó dày vậy. Trời ơi, ghê thiệt luôn á. Đó là do anh sản xuất đó em. Sản xuất vừa phân phối. Thôi một câu chuyện rất lạ lùng luôn nha. Thế là ở trên trời sấm chớp. Rồi hai đứa sạc điện coi như là sạc điện luôn đó. Quen luôn. Rồi đến với nhau. Hay nè, nó vô lý. Trời, vô lý hùng vô cùng. Vô lý hùng vô cùng. Xung quanh trường Nguyễn Khiêm ở đó là chỉ có xã thú rồi, chứ không có đâu hết trơn á. Làm trường sao Trưng mà Vương. Có cái xưởng, có cái trường Trưng Vương mà không có cái xưởng áo mưa. Mà bán áo mưa chứ không bán áo mưa ngoài đường. Bán dạo. Đã nói là anh vừa sản xuất, vừa. Lúc đó là bán dạo thôi, sau này mới lên sản xuất luôn. Nó bắt một cái áo mưa ở trên cái chổi xong rồi đưa vậy nè. Đó, đưa vậy nè, đưa mà đưa không nhìn á, tại vì cái lúc áo dài trắng nó mỏng quá. Ê, nãy giờ mình đoán thấy cười không? Cười kinh bỉ á, cười kinh bỉ. Trật lất không? Dạ, đúng rồi, chất lất đúng không? Anh chị biết là đoán là trật lất nhưng mà cố tình đoán vậy để cho không khí nó xâm tụ, dạ, cho nó vui lên. Cô chú nó cô chú chật vậy đó. Thôi, thôi giờ hai đứa nói đi. Còn chật cỡ nào nữa. Sao? Nói đi bà. Dạ, khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau thì chắc là trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Dạ, đã gặp 7-8 năm rồi, nhưng mà lúc đó thì hai đứa nói chung cũng như bạn bè thôi à. Gặp ở đâu? Là sao? Trước đó là gặp? Trước đó là bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con đó phải không? Dạ đúng rồi, anh rể của con. Xong rồi con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk. Chứ con không học ở dưới đây. Ở trên Đắk Lắk thì có cái trường đại học y đó. Thì cũng có học ở trên đó. Chứ không có học dưới đây, xong rồi xuống đây chơi thôi. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này. Bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún thịt nướng á. Là ảnh mới là chở người. Nhờ chở giùm đó. Dạ, bên con, bên nhánh của con mới nhờ bạn này chở con giùm. Dạ đúng rồi, đúng rồi ạ. Đó là lần đầu tiên gặp thì lúc đó thì cũng không lãng mạn. Cũng không có. Lúc đó hai đứa cũng không có gì với nhau hết á. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh, mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai khi mà được chở một cô gái từ Đắk Lắk xuống. Nếu mà con kể câu chuyện thì nó hơi chất quốc là thì lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé gọi là cũng trắng trẻo rồi, nhưng mà ốm ốm ốm
Nhưng mà thì nói về cảm xúc thì cũng không cảm xúc, cũng ví dụ như là thì nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh, mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Dạ là lúc đó là anh rể hiện tại bây giờ cũng như là bạn của mình, bạn đại học. Dạ thì hồi đó hai anh em chơi cực kỳ thân. Cho nên chỉ cần lên tiếng nhờ là mình qua mình giúp mình chở giùm thôi. Vậy đó. Xí, lúc đó là con mới có mười mấy tuổi rồi hả, đúng không? 18 tuổi rồi. Thì bạn này, này là 22, 23. Dạ. Đúng không? Đang học đại học năm 3 năm 2. Ủa vậy là tụi con cưới nhau sau đó là tụi con cưới nhau là cách là 3 năm sau. Tại tụi con mới lấy 5 năm chứ. 5 năm đúng không? 6 năm gì đó. Rồi sau đó thì nè, có nghĩa là lần đầu tiên các con gặp nhau, được chở nhau đi trên đường nữa là không có một cái cảm giác, không có một ấn tượng gì cả. Dạ, đúng rồi. Vậy thì điều gì? Đó, cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Cái này phải hỏi anh này nè. Thì nếu mà nói cột mốc á thì cái thời điểm xảy ra đó là năm 2014 á. Lúc mà gọi nói chung là sau cái đợt đó thì cũng bình sau đó là cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. À có nghĩa là bé này xuống dưới chỉ là xuống chơi cái dịp đó ấy rồi con về luôn. Con ở được bao lâu? Con ở chắc khoảng mấy ngày, ba bốn ngày rồi con về luôn. Rồi mấy xong rồi học vợ con là vẫn học ở Buôn Ma Thuột. Miết cho tới năm 2014 rồi. Là 20 tuổi. Dạ. Mà lúc đó tụi con không có liên lạc với nhau hả? Cũng không liên lạc, không như là bắt vô âm tính đó. Rồi cô ấy cũng quen một người khác, con rồi. Cũng quen một người khác. Rồi vì sao lại gặp nhau lại? Lại gặp lại. Nếu mà nói về cái biến cố đó thì 2014 đó. Dạ, 2014 đó thì lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình. Mà bản thân con thì lúc đó con cũng chia tay người yêu. Dạ, nói chung thì cũng gặp lại nhau, nói chung là cũng có dịp bên phía bạn là anh rể á, là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi. Cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước á thì rủ con bé này xuống Sài Gòn. Lần rủ sau thì rủ con cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Là nhờ ổng đó. Nhờ ổng đó. Nha. Rồi, tiếp tục nè. Vậy là con lên Đắk Lắk, đúng không? Rồi. Chơi thì nói chung là mình cũng ở ngay tại nhà của Khánh luôn. Rồi gặp lại Khánh, đúng không? Dạ, gặp lại Khánh lần thứ hai. Lúc đó mới bắt đầu. Lúc đó thấy Khánh sao nè? Ấn tượng nè. Sao mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Thì nói chung là mình bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ. Dạ. Nói chung là trước đây mình cũng từng tình cảm yêu đương rồi, nhưng mà cái cảm xúc kỳ này nó nói chung là đặc biệt lắm. Nó giống như là đúng như hồi nãy nay cô chú nói là tiếng sét luôn á. Dạ lúc đó sét nó mới đánh. Vậy á hả? Dạ. Vậy lúc đó là mới chia tay người yêu nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi gặp cô này nữa sau 2 năm là đẹp hơn nữa. Với lại cái thời tiết trên đó nữa. Đó, em ơi mát lắm chị. Mát rồi. Nhưng mà phải công nhận là đẹp hơn so với cái lần đầu mình gặp, đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì mình mới nói, lần trước thì mình không để ý, nhưng mà lần này thì mình lại để ý. Tại lần này cô đơn á, lần này cô đơn á. Còn Khánh thì sao? Khánh gặp ảnh lại thì cái cảm xúc Khánh sao? Thấy bình thường. Dạ vẫn bình thường thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi sau đó là chắc chắn là thấy là có gì đó đặc biệt rồi, đúng không? Dạ thì là phải theo đuổi. Lúc đó thì mình cũng để ý, nhưng mà lúc đó lên là cũng đi chung với thêm bạn của anh rể nữa. Mà nói chung là bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Lúc đó nói chung là cái đó nó cũng giống như chất xúc tác cho con luôn đó. Dạ. Để cho con còn cần phải tranh giành đó, ngộ lắm. Nói chung lúc đó thì mình cũng không hiểu sao động lực ở đâu á, mình cứ theo đuổi miệt mài lắm. Thì cái động lực đó tức là cái đó là cái nó gọi là cái bản năng của người đàn ông á, giống thấy như tự nhiên có sự tranh giành, có nghĩa là có sự tranh giành là coi như là phải giành cho bằng được đó. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ ràng liễu luôn, đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Đúng chính xác luôn. Đúng rồi. Đó cũng là cái động lực. Đó là cái động lực mà để sống mãi. Cái câu chuyện của con nó còn dài phía sau nữa. Động lực đâu không thấy nữa mà con kể cô Hồng Vân với chú Thuận nghe nè. Là vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ vậy ta. Giống như con cảm giác con giống như con hàng sơ cua vậy. Không bây giờ này phải hỏi Khánh nè. Có bánh sơ cua con. Xe hơi hỏi Khánh là tại sao thích ông kia mà lại chọn ông này để ông chở mình? Đâu anh đâu có chở đâu. Mà ý là kêu theo đi chơi vui. Bởi vì lúc đó cũng có anh rể con đi nữa. Bởi vì con với anh kia quen nhau chắc là cũng được 3 tháng á. Bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, đều thích mình. Xong mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia. Nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Ổng cực kỳ nhát luôn. Xong rồi mình nói là ủa rồi tính sinh nhật của con không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ. Mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi, chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết á.
là chơi chủ yếu là đi nhậu với nhau á. Ừ. Đi nhậu thì lúc đó anh trẻ con cũng nhậu. À. Anh này thì ảnh cũng rảnh, cái kêu ảnh đi nhậu, thế là bốn người. Chứ không phải là con lúc nào đi bốn người hết. À. Dạ đúng rồi. Anh rể là không tính rồi. Ừ. Mình có chị gái không? Dạ không, chị gái đó ở đây cái đối thủ cạnh tranh với mình đó. Ngồi nhậu. Lúc nào nhậu bốn người hết. Dạ. Hầu như là cái giai đoạn năm 24 làm nhậu bốn chân. Cái bàn bốn chân luôn. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt và con chọn anh? Tới cái khi mà lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9 thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Thế là đến tháng 10, tháng 11 xong rồi đến lúc đó con vẫn một mình luôn. Thì ông này ông cứ gọi điện miết à. Cứ tối là ông gọi điện, thì lúc đó con này ở Buôn Ma Thuột. Ông này ở dưới Sài Gòn, cái tối ông cứ gọi điện gọi nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Xong rồi đến ngày Valentine là ngày 14 tháng 2. Cái tự nhiên ông bắt xe đò á, buổi tối lên xe cái là buổi sáng tới Buôn Ma Thuột rồi đó. Cái ông lên ông tặng cho hoa rồi ông tặng quà vậy đó. Xong rồi ông kêu tặng em vậy đó, ông đi về. Xong mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng. Thấy ông cũng kiểu là chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó. Khó nét. Thế mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì xuống dưới đây đăng ký bên trường Nguyễn Tất Thành học. Thì anh này xuống đây mình có cơ hội nhiều hơn, cái là ông chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn. Cái là mình mới đồng ý quen ảnh. Dạ. Dễ thương. Rồi học xong rồi có về Buôn Ma Thuột lại không? Dạ không. Đó học xong rồi học xong xong rồi nhưng mà con với lại ảnh quen nhau khoảng có 5-6 tháng là quyết định cưới luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà trong 5-6 tháng mà quen nhau như vậy á là có giận hờn, có nói chung là có một đứa ở tuốt trên Buôn Ma Thuột, một đứa ở dưới Sài Gòn đúng không? Nhưng mà cái tánh của vợ con rất là kỳ, nghĩa là ở gần con á thì không bao giờ hai vợ chồng ít khi cãi lộn lắm. Nhưng mà chỉ cần ở xa một cái là có chuyện giận liền. Vậy đó. Ủa nhưng mà hai năm đó là Khánh học ở dưới này suốt mà đâu có về chảnh? Không, vẫn có về chứ. Mấy đợt mà trường cho nghỉ thì vẫn là tranh thủ về Buôn Ma Thuột. Về chảnh. Mỗi lần về là bắt đầu giận nha. Hầu như là ngày hôm trước ngày hôm sau là giận, thì mà giận mấy cái chuyện mà nó nhiều khi mà mình cũng không đỡ được. Có khi nào mà giận ví dụ như đơn giản là cuộc gọi nhỡ. Lúc đó ví dụ gọi nhỡ rồi lâu trả lời tin nhắn gì đó là cũng bị giận. Rồi con làm sao? Mỗi lần Khánh nó giận kiểu đó thì con làm bắt sao? Bắt xe lên Buôn Ma Thuột hả? Thì mình cũng gọi điện rồi mình xin lỗi, rồi sau đó mình cũng xoa dịu đó đi, mình nói lý do ra, thì nếu mà lý do đó hợp lý thì cô ấy duyệt cho qua. Có khi nào không duyệt không? Có lần nào không duyệt không? Cũng có một lần, một lần duy nhất thôi. Là nhớ là cổ nói chung là cũng cái chuyện mà hai vợ chồng xa nhau á, là cũng giận ghê lắm, chỗ giận mà gọi điện hoài không nghe máy, gọi điện mà cục pin điện thoại á, mà gọi tới khi cắm nguồn sạc lại mà vẫn không nghe máy luôn. Không nghe máy luôn. Giận quá, đúng không? Lúc đó là con cũng biết sao hết, nói chung là trong lòng mình, trong đầu mình là không như không nghĩ được cái chuyện gì hết. Cái là mình bắt đầu là mình xách xe máy ra. Mình lúc đó mình lần đầu tiên của con luôn á là rời khỏi quá 300 cây so với cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á. Wow. Con cứ search Google con đi thôi. Mà con trên đường con đi là lúc đó là buổi trưa 12 giờ mà con chạy lên trên đó là 6 giờ chiều á. Con đi xe máy luôn. Đi xe máy một mình luôn, mình lần đầu tiên rời thành phố luôn á. Đi gì mà 6 tiếng hả? Dạ. Đúng rồi. 380 cây mà con đi 6 tiếng. Đi 6 tiếng đồng hồ à? Dạ. Đi xe máy mà. Đi dữ, đi nhanh dữ trời. Con đi lúc con đi trên người con chỉ có đúng bộ đồ thôi mà, chứ đi xe máy thôi. Dạ. Rồi cái lần đó con lên đó rồi con có gặp rồi con năn nỉ rồi con có ở lại không hay là con về liền con luôn? Ở lại một buổi tối. Dạ rồi sáng hôm sau con quay đầu con về. Hấp dẫn rồi đúng không? Lên thấy ảnh rồi chắc xúc động lắm đúng không? Lên không cần xin lỗi gì hết, lên thấy mặt con là cười rồi. Trời đất ơi. Cười rồi. Chứ cái mặt mà chầm dầm nữa chắc nó không biết sao à. Nhưng mà khi mà con quen với ảnh á thì chị con có ủng hộ không? Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ, mà hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh lúc mà ảnh nói là gặp con xong rồi thời gian sau cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Nó không muốn chia tay với anh Khiêm, cái đem ra là nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nói là anh Khiêm đừng có bỏ em, rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm với nhau, cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn nữa, xong rồi xoay qua bên phía con, thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy, bỏ người ta như vậy đó. Thế đâm ra là có cái phản cảm. Đó là lúc đó thì hai chị em khi mà biết ra, khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á, thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn. Chị đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Đúng rồi. Thời điểm đó hai chị em nói chung là
cực kỳ thương nhau lắm. Đúng rồi, dạ. Chị rất là thương em luôn. Thương như mẹ. Dạ, đúng rồi, chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ vậy đó. Cái là đâm ra là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Đó là đâm ra là giận, đến khi mà lấy anh Kim sau 2 năm thì mới làm hòa lại. Là ôi, 2 năm sau rồi. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Giận quá. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Kim thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi. Dạ. Dạ. Tốt đẹp, chấp nhận thôi chứ sao dạ. Giờ. Dạ đúng rồi. Như là thời gian, thấy thời gian nó sẽ xoa dạ. dịu tất cả. Và bản thân con thì con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó, rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn, ảnh đòi cưới luôn á. Thì bởi vì luôn. Chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm luôn. Hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao là cưới nhanh. Đó, có những cặp coi như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ bảo cưới. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo giờ đương nhiên. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng dạ. rồi ạ. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Sao dạ. khác làm sao nè? Khác làm sao nè? Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha, đồng ý thì lấy còn không thôi. Đến như vậy luôn mà, nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Đó là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Đã bắt thì đầu cưng mình phải chấp nhận. Mê chưa? Đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó, thì cứ ôm nó hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó, dạ thì mình cũng phải chấp nhận, nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Giận là anh lên tới Đắk Lắk. Đúng rồi. Để mà coi như là giảng hòa, để năn nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năn nỉ bất ngờ. Bất ngờ cái là lúc mà cầu hôn, ảnh có tạo sự bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Thế là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Lên ảnh gõ cửa, cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi. Cái ảnh quỳ xuống, ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á, mà gấp thành chữ nhẫn á, cái cầu hôn. Thì lúc đó mình cũng thấy cầu hôn rồi đó hả? Mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ, mà cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn thì thôi. Cái là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, cái là thôi cũng chấp nhận ảnh. Cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ 50 tỷ. Dạ. Tỷ đó. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó, lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa ảnh lại không ưng đó, nên là ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là vàng cọc vậy đó. Vàng cọc xong rồi bắt đầu ok rồi, bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Kim là một người rất lãng mạn đó nha. Nhìn cái tưởng cô Khang chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Kim? Thật ra thừa nhận là con khô, nhưng mà tại vì con sợ con mất cái khánh thôi, cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình search YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á, là sản xuất mưa á, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi. Ít khi tìm hiểu những vấn đề khác á. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có. Mẹ có biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì mẹ cũng, tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích, nhưng mà phản, không thích thì không thích, nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ, tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm quyết định của mình. Dạ, thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất, rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó, thì lúc đó là mới về, là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Rồi sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao, giờ mẹ con thương Khánh chưa? Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi.
thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi, nhưng mà thời gian mà bồi đắp tất cả. Đúng rồi. Thì dần dần á thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Rồi bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Vậy tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã tức còn lúc mà mới cưới á, mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á. Cái đó là mình phóng khoáng nhiều. Cái là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh. Thế là con gái là phải biết nấu nướng rồi này nọ, thì con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Thế mẹ rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á. Bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa tụi con ở chung hả? Chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. 2 năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả? Mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quá giọng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong còn rồi. Cái giọng của con là nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà con rất là mắc cười, con mắc bắt điện thoại lên alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì đó. Vợ chồng con gãi đầu luôn. Nhưng mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, về sau này thì mẹ hiểu. Lúc đó làm sao, lúc đó làm sao, lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh. Chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ có đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau này dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, tính bản tính nó khó dời lắm. Bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế. Má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế là nói mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ, hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chủ yếu là tập trung vô anh này. Vì mẹ thì thương anh này lắm. Thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả. Nhà còn hai đứa em sao nữa? Hai em gái hả, em trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là anh trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh thí sinh cũng nhiều lắm, anh cũng cố gắng thí sinh cho con em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái hả? Đúng. Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp, biện pháp để người, nhưng mà không biết sao trời xui đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Từ trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Cái xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm quay thử thai mình thử. Thế lúc mà cầm cái quay thử thai lên nó hai vạch á, cái là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi nó kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Con á thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai cái cảm hạnh xúc phúc khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn, hai đứa ôm nhau. Cái là bệnh viện người ta đi ngang qua đi ngang lại, người ta nhìn người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời vui quá ha, hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh, cái bà cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được. Cái là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này anh sáng anh đi xuống xưởng để làm việc, còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé. Cái con bị stress thời gian đó luôn. Stress vì chăm con đó, hả? Đúng rồi ạ. Bị gọi là bị trầm cảm sau sinh luôn. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này á là nó mấy mang thai cũng stress mà chăm con cũng stress luôn, cộng vô cái đó là nó mới đi chuyện trầm cảm lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha, vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau. Thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TB. Đây là rất thích xem phim TB. Fan cuồng của TB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê, là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ, không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt
chồng sẽ có tiền, chồng mời cổ thiên lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thật lắm, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người con, một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mình chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật có kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa bữa cơm lãng mạn vậy đó. Đó, anh vẫn chấp nhận cho mình cảm thấy là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc đó con sao? Thì lúc đó là con cũng cố gắng, con phụ, con đi làm về để con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không, con biết là vợ con bị trầm cảm con biết chứ. Thì bình thường là chị đã hay cấu gắt rồi, bây giờ là chị cấu rắp cấu gắt bất cứ mọi lúc luôn. Nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng, thể hiện cái giọng rất là cấu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi, cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không chắc được, tại vì lúc đó sanh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu là chấm dịch á. Chấm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á, là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại thì cho thoát được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm, tối là 7-8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn, mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress chứ cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai, là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc, nó nằm bên cạnh con nó khóc, cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, cái cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết. Bây giờ mình không xuống cũng được mà lên cũng được, cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa, cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đến như vậy luôn. Cái đó, cái trầm cảm nó kinh khủng lắm, cái trầm cảm sau sinh đó. Đúng rồi, là tự cái suy nghĩ đó có hai lần, chớm hai lần. Trời ơi, con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình dưới đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó, không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không, tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi chứ không có đựng mua chịu thương đựng vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ đồng muốn cảm gì đó. Mình đều chịu hết. Ok. Tại vì con hiểu được cái tức là hiểu được vợ đó. Dạ. Có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, chứ có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ. Em thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn á. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đấy em bé ra xong rồi em mới vọng lên em kêu bác sĩ ơi, triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ, em muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó mới 28 tuổi mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại thêm luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái là không được. Đó đến như vậy luôn á, là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu còn có một đứa nữa không biết thì sao. Có thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sanh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực vậy thôi chứ khỏe re à. Tại vì cái chuyện mình mệt nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Dạ. Thì sợ tại vì suy nghĩ nó đã chớm ra trong đầu hai lần rồi thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm mình nữa hay không. Nói chung là tại vì Khánh là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức là bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Dạ, đúng thì rồi. Cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao, bạn này là người có trách nhiệm, có nghĩa là bạn nếu khi bạn có đứa con rồi thì bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa nhỏ. Dạ, tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm. Tại vì nếu mà
chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó, thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm, và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm, bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Dạ. Là cô biết cái kiểu Khánh là cực hơi cực đoan á. Dạ đúng. Chính rồi. Vì vậy á, chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Ừ. Đó, nó là mong như vậy. Mong muốn mọi chuyện đều hoàn hảo trong bản thân của mình. Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè, tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn là u tối nhất trong trong cái tinh thần của mình rồi. Thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên, đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỷ ô với mẹ. Thì có thể cái là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác. Sẽ thay đổi sẽ thay đổi, bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi. Đó. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu. Nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Thì Khánh là có học cái lớp Easy cho em bé đó. Khánh là từ y dược. Như là y dược nữa. Dạ. Cái cốt là y dược nữa. Là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á bắt đầu nó 5-6 tuổi nó bập bẹ nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu 2 tuổi, 3 tuổi. Đang rồi, không chưa đâu. Bạn này cần cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó. Có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc đó con sẽ mê chứ nó. Chứ mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó, nó khóc ơ ơ ơ ơ. Đúng rồi. Mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được. Chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm tôi đẻ cho 7 con. Dạ thôi được rồi, anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải. Anh quá ngon rồi. Tại vì già quá. Còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm rồi. Trời ơi, nè mai mốt nha. Không, dĩ nhiên bây giờ là không có suối. Không có suối đẻ nữa nha, không có khuyên nha, tùy tiền nha. Dạ. Tùy hỷ nha. Thuận theo tự nhiên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa đó. Thôi, bây giờ cá không? Đó. Tại vì đây nè, em để em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi. Cưng chết đi được, nó thèm đó. Dạ. Lúc đó chảnh. Thôi bây giờ qua cái kia đi. Rất là cưng rồi mà. Bây giờ qua tới cái phần này nè. Quá cần đại hội vạch mặt. Đó. Mặt xấu. Đó, người ta gọi là đại hội vạch mặt. Đó. Đại hội vạch mặt. Để Kim khui trước đó. Ai trước nè? Thì để con đi. Để con nói thẳng vào vấn đề luôn nha, không có đầu trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể gọi là kể tính tật xấu. Tật xấu hả? Kể tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình. Đó, thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai là hay sai chồng lắm. Sai giặt á, sai chồng mà chạy, sai ví dụ như có cái điện thoại thôi, điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không? Nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có một bàn tay rồi. Vậy ngon rồi. 5 món. 5 món là được rồi. Chiên, xào, luộc, hấp. Nấu cơm nữa là xong rồi. Cơm bắt. Ăn vặt. Cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài vỉa hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á. Cái đó là thực sự đó. Cái đam mê đó nó không ảnh hưởng tới quán này quán kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán đó. Ăn mặc là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Con phải đi mua hả? Đúng rồi. Bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cả nào, nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Khoái chồng đi mua đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó, để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Chắc tôi phải mở quán ăn vặt quá hả? Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt Hiệp. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà thôi không kể nữa đâu. Sao vậy? Nó stress nữa phải không? Nó trầm cảm nữa hay gì? Hả? Không sao đâu, không sao. Không có sao hết trơn á. Kể thêm tận đó thôi. Khui thêm tận đó đi. Khui thêm tận á. Uống bia là vô đói. Bia dữ lắm mà. Bản thân con là đàn ông, con uống bia mà con thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt phải không? Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà. Dọn mà. Nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa tao đối với nhau. Dạ có. Thường xuyên phải không? Bình thường luôn. Hai vợ chồng uống ai gọi là gì? Nó gọi là gì? Ẩm đấu ẩm hay đối ẩm hai chồng đối ẩm nhau, có thể nói gọi là chi kỷ á. Vậy ngon dạ. Vậy được rồi, vậy đó vui lắm, hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ, còn hai chồng mà uống nhau là vậy là hay rồi, okay. Dễ thương á, cái đó dễ thương. Từ tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui lôi nhau ra nhậu. Được á. Bởi ông Tuấn không chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu gì chứ? Không, ảnh cũng không có nhậu, ảnh là ẩm trà, gọi là gì, trà đạo hả? Trà đạo thôi.
mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn, bởi ông cũng chán trường cô lắm nữa. Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau. Thôi được, cái đó dễ thương. Nhưng mà chia ra hai trường phái nữa, ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im im không nói gì hết, còn vợ thì lầy lầy vô đói luôn. Mà lầy vui thì lầy vui thôi. Thôi vậy đúng cũng được rồi. Rồi. Chứ hai đứa cùng lầy nó cũng mệt nữa. Vậy không có phải tật xấu đâu. Không có bên đâu nhưng mà uống vậy nó vui. Vậy đi. Chừng nào bà kêu cái bà hàng xóm lại hai bà ngồi cứ đôi á. Cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chỉ có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu thôi. Quá. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi thì mệt lắm nghe. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó với là đúng là vật bất ly thân mà có chuyện gì một cái là mình emergency liền, con hiểu không? Dạ. Tạo cái thói quen đó đi, lúc nào cũng cầm trên tay tại có người gì. Để sai vặt mà nó rồi giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta, chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên, ví dụ như trời là đây cũng hay quên vậy. Dạ. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó nên cái mình kia là thú tính chứ không phải người ta hay quên nha. Thú tính. Nên là ảnh là hay quên, ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Đi tới nửa đường cái là mới nhớ là còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất là nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, không kiểm soát được. Là coi là lực bất tòng tâm thì đó. Lực sao mà kiểm soát được? Cái chuyện nó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi, mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á, xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin là chị cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Mình cũng sợ. Hâm dọa. Vậy là tật xấu đó. Cái này là tật xấu đó. Đó, tật xấu. Hiếp người quá đáng. Hâm dọa. Người quá đáng. À, tiếp, ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Hoàn hảo. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á, cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa? Mà không phải cũng nói vậy thì không thể chấp được ảnh bởi vì ảnh rất là nhiều công việc. Dạ, quản xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu ảnh cũng rất là nhiều thôi, công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy, muốn cho ảnh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi, bớt sai giặt chồng bớt đi. Lại. Để cho chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á, là má vợ con á, cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết nè. Từ nhỏ. Đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi, dạ con. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Dạ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cứng quá cái là ảnh rưng rưng khóc hả? Đúng. Hai rồi. Anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thật khoảng cách 5 cm nhưng đây hay khóc lắm, người đàn ông rất là dễ rơi nước mắt, nhạy cảm. Chạnh lòng chút xíu này, đã chứng kiến rồi 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt đó, cứ vậy nuốt ngược vô. Tại vì người ta tình sĩ cảm diện á mà nuốt ngược vô tình cảm quá tình thì cảm. Chị nói em hai anh em bắt tay nhau được rồi đó, anh mong manh lắm anh có những cái đồng cảm với Khánh với Khiêm. Dạ. Nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh là thật sự là với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm đấy. Hai vợ chồng con là cũng có giao kèo mà. Nói chung là giận cái nào giận nhưng mà chỉ trong ngày thôi, trước khi đi ngủ là phải làm hòa. Mới tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai. Mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa cho nên là giao kèo trước luôn là giận thì giận nhưng mà trước khi ngủ là phải xong đối tác nhưng mà có thực hồi hiện đó đúng không? Con lại quên giao kèo là lỗi ai người đó nhận chứ cuối cùng là con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn. Đúng sai con cũng nhận. Rồi vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi, tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do không cần phải thay đổi con gì không hết. Mong muốn không bớt nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nha, con có mong muốn đây là cơ hội đó tính. Không cái mình nóng tính ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà, tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó, cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi mà không có người, ví dụ như vợ con nóng tính, ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi con nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con cũng vậy đâu, muốn Khiêm thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. Bớt quên. Cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về không có sao hết. Như vậy là ok. Vậy được rồi. Thôi hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bị cực tới. Qua cơn bị cực hết rồi. Bây giờ nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi. Bắt đầu mở ra, bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con. Thì cô hy vọng là
em bé càng lớn càng đáng yêu. Đã. Em bé càng lớn càng đeo mẹ. Dạ. Con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe. Con dạ phải vung vô. Nhớ nha, tức là vậy nè. Mặc dù con yêu con khủng khiếp nha, con thương nó khủng khiếp. Nhưng cô khuyên con nè, con bằng mọi cách con phải dung dáng nó vô, nó phải bám mẹ nó. Ừ. Con hiểu chưa? Nó phải bám mẹ nó không rời mẹ nó ra. Và mẹ nó là thần tượng của nó. Thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì. Đó, hay là hay không? Con hiểu chưa? Dạ, đó. Đó, kinh nghiệm đó nghe, dữ lắm đó nghe. Rồi, xin cảm ơn em nha. Một cái nụ cười của em rất đẹp. Và anh khuyên em nên thường xuyên tăng cường những cái nụ cười của mình, không được rơi vào những cái trạng thái u uất, không được rơi vào những trạng thái mà chỉ có một mình giải tỏa mà bị stress, rất dễ bị stress trong cái thời điểm này nha. Rồi, chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc ha, hiểu nhau ha, và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai nha. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn hai đứa nghe.